với bản báo cáo của cô giáo Mộc Hiền, giáo viên trường mầm non Đan Phượng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí trong hội đồng xét duyệt nhà giáo Đan Phượng tâm huyết sáng tạo cùng toàn thể các thầy cô giáo có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi là Mộc Hiền, giáo viên dạy lớp 5 tuổi trường mầm non Đan Phượng. Thật xúc động khi ai hỏi em làm nghề gì đấy ạ? Em trả lời, em cô giáo mầm non, là mẹ của cả một đàn con. Tôi thật may mắn được gắn trên đôi vai trọng trách cao cả này. Từ đó ngọn lửa nhiệt huyết ấy luôn thôi thúc tôi làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt, chúng ta đang tiến tới thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Nhưng làm sao để có hình thức ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, bài giảng phong phú, sáng tạo, mỗi khi các bé được tham gia bài học, cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Với niềm đam mê tâm huyết về công nghệ thông tin, tôi luôn suy nghĩ tìm ra hình thức ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất cho trẻ. Trẻ được học qua chơi, chơi mà học bằng cách sử dụng các phần mềm ứng dụng trực tuyến. Chính vì vậy, tôi đã tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao do phòng, sở tổ chức. Tự tìm hiểu qua các kênh YouTube, các nhóm học trực tuyến. Và hơn hết, tôi được tham gia nhóm giáo viên sáng tạo, giáo viên với công nghệ số của trường mầm non Đan Phượng. Ở đó, tôi được học tập, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp cùng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin. Vâng, mặt khác tôi còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trường, của ngành phát động. Như thi giáo viên giỏi chuyên đề, nhà giáo đang tâm huyết sáng tạo, cùng hỗ trợ công tác tiêm phòng vaccine COVID tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. Kết hợp với phụ huynh, tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, các sân chơi online cho bé, như ngày lễ Noel, bé vui đón Tết, đêm hội trăng rằm. Vâng, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể hội nghị, nhà văn Lỗ Tấn có câu: trên con đường thành công không có vết chân của người lười biếng. Hiểu được câu nói đó, tôi luôn suy nghĩ, học tập và sáng tạo trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục. Trong thời lượng ngày hôm nay, tôi xin phép được trình bày hai nội dung sáng tạo mà tôi đã áp dụng hiệu quả, đó là thiết kế trò chơi học tập dạng game trực tuyến và sách điện tử cho trẻ mầm non. Đối với trò chơi học tập dạng game trực tuyến, tôi đã nghiên cứu và sử dụng các phần mềm Quizly, Woodward, Sketch để sáng tạo nên các trò chơi nhanh tay tinh mắt, nhìn nhanh và khéo, nhìn nhanh chọn đúng. Vâng, bên cạnh đó, tôi còn nghiên cứu thêm các tính năng nâng cao của phần mềm Storyline 3 để sáng tạo nên các trò chơi học tập dạng game như giúp bạn, giải cứu công chúa, đưa cừu qua sông, vượt chướng ngại vật, hái quả hay ghép tranh và nhiều trò chơi khác. Các trò chơi đó được tôi thiết kế qua 5 bước như sau. Bước 1, xây dựng ý tưởng lên kịch bản trò chơi. Bước 2, thiết kế, sưu tầm các hình ảnh và âm thanh. Bước 3, lên thiết kế demo trên các phần mềm ứng dụng. Bước 4, tạo lệnh trích cơ và lập trình cho các đối tượng. Đây là bước quan trọng nhất, quyết định đến thành công của trò chơi. Và bước 5, đó là bước thu hoạch hạnh phúc khi xuất bản dưới định dạng web và lấy link trò chơi. Sau khi trò chơi được thiết kế xong, tôi chia sẻ, hướng dẫn học trẻ cùng tham gia trò chơi. Và các trò chơi đó, tôi còn chia sẻ đường link lên Zalo và Telegram của nhóm lớp để các con có thể chơi tại nhà. Vâng, các trò chơi được thiết kế với hình ảnh sinh động, hấp dẫn, với nhạc điệu vui nhộn đã thu hút trẻ tham gia học tập một cách tích cực. Nhờ đó các kiến thức được trẻ ghi nhớ khắc sâu một cách dễ dàng hơn. Vâng, thưa quý vị, ngoài và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình xem trẻ lớp tôi tham gia trò chơi nhanh tay tinh mắt được thiết kế trên phần mềm Woodward.
để khắc phục nhược điểm của phần mềm khi sử dụng bản miễn phí, đó là không chèn được âm thanh và video hướng dẫn trẻ cách chơi. Tôi đã lấy đường link của trò chơi, sau đó chèn vào phần mềm Storyline 3, rồi quay lại video giáo viên hướng dẫn trẻ cách chơi. Nhờ đó, trẻ có thể tham gia, tự chơi, không cần hướng dẫn của người lớn. Vâng, và đây là trò chơi Nhìn Nhanh Chọn Đúng, được thiết kế trên phần mềm SCAD. Với phần mềm này, cô có thể tổ chức các trò chơi khi tham gia hoạt động chiều tại lớp trên TV thông minh, hay trẻ có thể dùng trên các thiết bị smartphone thông minh tại nhà bằng cách kích chuột vào các chữ cái đúng theo yêu cầu. Nếu tích đúng, trẻ sẽ được điểm, tích sai, các bé sẽ bị trừ điểm. Vâng, và đây là trò chơi Giúp Bạn, được thiết kế trên phần mềm Storyline 3. Với trò chơi này, các bé sẽ được giúp bạn nhỏ đi trên con đường về nhà của mình. Trên đường đi có gắn rất nhiều các chữ cái. Nhiệm vụ của các bé là sẽ vượt qua, tích vào những chữ cái đúng theo yêu cầu. Nếu tích đúng, các bé sẽ nghe được âm thanh phát ra chúc mừng và chữ cái biến mất để bé được đi tiếp trên đường của mình. Cứ như vậy, về đến nhà, bé sẽ nhận được những hình ảnh vui nhộn chúc mừng bé đã chiến thắng trò chơi game. Nhưng nếu trên đường đi bé tích vào chữ cái không theo yêu cầu thì các bé sẽ thấy được âm thanh cũng như biểu tượng cảm xúc thể hiện buồn, mình đã thua cuộc. Nếu tham gia lại trò chơi, bé sẽ nhấn nút xanh để tham gia lại trò chơi từ đầu. Vâng, do thời lượng chương trình có hạn, tôi xin không được chia sẻ cụ thể hơn cách thiết kế các trò chơi, mà được đính kèm đường link hướng dẫn các thiết kế của trò chơi trên trang cuối của bài thuyết trình. Vâng, và ngoài niềm đam mê đó, tôi còn có niềm đam mê làm sách điện tử, và tôi đã nghiên cứu phần mềm Flip PDF Collectible để xuất bản ra các cuốn sách điện tử chữ cái, chuyện kể cho bé. Các tập sách được tôi thiết kế theo mô đun các chủ đề, từng nhóm chữ cái hay câu chuyện. Với mỗi cuốn sách, tôi đều thiết kế phần giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách rõ ràng. Nhờ đó, giáo viên cùng học sinh, giáo viên có thể tổ chức dạy ở trên lớp, cũng như học sinh có thể tự học tại nhà. Vâng, và tôi đã xuất bản lên bộ sách, tuy chưa hoàn thiện, nhưng tôi sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới ra được nhiều cuốn hơn nữa để giúp cho công tác giáo dục. Khi đọc sách điện tử thì bé sẽ kích vào biểu tượng phía trên góc, phía dưới, bên trái hoặc bên phải để lật trang sách. Sau đó kích vào biểu tượng loa để nghe âm thanh, biểu tượng video để xem video. Và các bé còn có thể kích được vào đường link để tham gia các trò chơi, các phiếu bài tập trực tuyến ngay bên trong cuốn sách. Những kiến thức đó sẽ giúp bé củng cố bài học. Không những vậy, tôi còn tính kèm đường link phiếu bài tập tập tô để giúp bé cũng như phụ huynh có thể in tại nhà, giúp con luyện thêm kỹ năng tô. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, với niềm đam mê đó, tôi cũng đã tổ chức cho các bé được chơi trò chơi ngay tại trường mình trên phòng Kidsmart, hay trong hoạt động góc, hoạt động chiều tại TV thông minh của lớp mình, qua việc trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cũng như chơi các trò chơi trực tuyến. Tôi nhận thấy kỹ năng trẻ lớp tôi rất thành thạo, và khảo sát một số kiến thức, kỹ năng trẻ được học qua video, chơi trò chơi và phiếu bài tập trực tuyến cũng như sách điện tử đạt trên 80%. Điều đó chứng tỏ tôi nhận được sự đồng hành của giáo viên cùng lớp, cũng như sự tin tưởng của phụ huynh khi giáo dục con tại nhà. Những tập sách điện tử trò chơi học tập trực tuyến của tôi đã được ban giám hiệu nhà trường thẩm định và chia sẻ cách làm với các đồng nghiệp trong trường mình cũng như trường bạn, mở rộng phạm vi sử dụng trong cuối năm tuổi trên lịch hoạt động trên phòng Kidsmart.
và chia sẻ với giáo viên, trường mình, trường bạn cách làm các trò chơi. Như đợt vừa rồi hè, tôi đã chia sẻ cách làm sách điện tử với các bạn trường mầm non Hồng Hà, mầm non Phương Đình. Tôi mong muốn trong năm học này sẽ không chỉ trường tôi mà còn nhiều giáo viên trong trường bạn thiết kế được những cấp sách điện tử hay, những trò chơi hấp dẫn, góp phần vào kho học liệu điện tử của huyện thêm phong phú, đa dạng. Bằng sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã đạt được giải trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề, thi kỹ năng công nghệ thông tin, thi thiết kế bài giảng e-learning cấp huyện và nhiều thực tiền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án phát triển giáo dục và xây dựng trường mầm non Lễ Trẻ làm trung tâm. Trên đây là một vài sáng tạo nhỏ bé của tôi về thiết kế sách điện tử và trò chơi học tập game trực tuyến. Những sáng tạo ấy tuy còn ít ỏi so với vô vàn sáng tạo của các bạn đồng nghiệp, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đem chút sức lực nhỏ bé của mình góp phần thực hiện hiệu quả. Mầm non Đan Phượng là trường điểm về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục năm học 2022-2023 theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục huyện Đan Phượng. Cùng với các bạn bè đồng nghiệp, đưa một trường mầm non Đan Phượng là nơi gửi chọn niềm tin yêu. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Cô hiền nhỉ? Cô rất giỏi. Ai dạy cô làm những cái phần mềm nữa cô làm giỏi thế? Đó chính là nhờ cái niềm đam mê về công nghệ thông tin. Nhờ đó đã thúc đẩy tôi luôn luôn tìm tòi, tự tìm hiểu qua các kênh YouTube cũng như các bạn bè đồng nghiệp và hỏi thêm các thầy có chuyên môn về công nghệ thông tin. Là toàn bộ những cái đấy là cô tự làm? Vâng. Có hỗ trợ của người khác không? Toàn bộ những cái đó là do tôi tự làm ạ. Quá giỏi. Vâng. Chắc chắn không nhiều giáo viên giỏi như thế được đâu. Đúng không ạ? Giáo viên bây giờ còn nhiều việc lắm. Bây giờ họ không có thời gian đi học viết phần, viết cái phần mềm trò chơi đấy. Mà cô giáo viên mầm non mà cô làm việc này thì thấy rất là giỏi. Tại sao cô không có một cái giải pháp là đi vay mượn, đi tìm kiếm ở trên mạng? Nó có rất nhiều phần mềm tương tự như cái này, khỏi không có thời gian làm. Thực sự đúng như thầy đã nói ạ. Trên mạng bây giờ thì có rất nhiều các trò chơi khác nhau. Tuy nhiên để phục vụ mục đích yêu cầu bài dạy của mình, và tôi luôn mong muốn các học sinh trẻ của tôi được hưởng những sản phẩm mà tôi tạo ra và có những cái niềm đam mê, và nhờ đó đem những kết quả và những thành quả mà học sinh khi tham gia học tập, niềm vui đó đã thôi thúc tôi luôn luôn cố gắng học tập, tìm hiểu, đưa ra những sản phẩm của mình. Thay cho việc tôi mất một tuần để tôi viết một phần mềm nhá, tôi mất một tiếng đồng hồ để tôi đi tìm kiếm, thời gian còn lại tôi làm việc khác tốt hơn. Đúng như thầy đã nói ạ, cũng có thể là chúng ta làm như vậy, nhưng những sản phẩm của mình trẻ được hưởng cảm thấy vui vẻ và thích thú hơn, và đôi khi thực sự đó là niềm đam mê tôi không muốn giống với người khác. À rồi, không sao cả, nhưng mà trong các cái cách làm việc ấy thì bao giờ người ta tối ưu thời gian thì có hạn, đúng không? Sức người thì cũng có hạn, cho nên là đôi khi người ta phải tận dụng những cái. Tôi không khuyên em nhé, thế nhưng mà tôi khuyên là từ cách làm việc của mình là nên tận dụng cái nguồn tài nguyên người ta đã sẵn có để bớt đi cái thời gian và công sức của mình nếu có thể được, đúng không? Còn bây giờ em nói là em tự viết ra phù hợp với học sinh hơn, đúng không? Nó có cảm xúc của em hơn, ok, đồng ý. Bây giờ vấn đề thứ hai tôi trao đổi với cô này này. Tôi có cháu khoảng 4-5 tuổi, nhưng mà việc đầu tiên là quát là không dí mắt vào màn hình, không được xem điện thoại, không được xem TV. Ông bà bố mẹ đều như thế. Có lo lắng không nếu như mà con người ta lại đến lớp của cô suốt cả ngày thì ngồi trước màn hình máy tính? Vâng, xin phép thầy em được chia sẻ. Với những cái trò chơi em thiết kế cũng như sách điện tử thì giáo viên cũng có thể tổ chức cho các bé chơi trò chơi, và với thời gian, hạn chế thời gian mỗi trò chơi em thiết kế chỉ phù hợp với lứa tuổi mầm non để các bé không tiếp xúc quá sâu vào màn hình cũng như các thiết bị thông minh. Đấy là vô cùng quan trọng. Vâng ạ. Chứ nếu không thì là mình lại hơi gọi là lạm dụng hơi quá lên. Nên nhớ là công nghệ thông tin rất quan trọng, ứng dụng số hóa rất là quan trọng, nhưng
với đối tượng nào, ở thời điểm nào. Chứ mầm non mà tôi đang lo số hóa lên hết ấy, thì phụ huynh người ta lại sợ. Ví dụ như bây giờ mà tôi cho cháu tôi vào trường mầm non mà sáng học màn hình to, chiều học TV và chiều học vừa máy tính, là tôi lại thấy lo. Bởi vì là chắc chắn là về nhà là có vẻ việc đầu tiên là không động vào điện thoại, đúng không? Việc đầu tiên là không xem TV, còn nếu không nó đang về TV, đang về điện thoại suốt ngày thì nó lại đấy, mầm non cũng được rồi. Nhưng đến cấp 2, cấp 3 thì vẫn lúc đấy nó bắt buộc là phải học nhanh, học nhiều, cho nên phải dùng ứng dụng công nghệ thông tin là ok. Nhưng mà sản phẩm tôi lo nhất là mầm non của thần bị thăng cái thách thức khác, mình không thể lạm dụng thì cũng nguy hiểm. Cho nên là nếu em trao đổi những cái này cũng như chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên ở các trường mầm non khác, thì ta luôn luôn phải nhớ để khống chế khoảng thời gian nhất định để không ảnh hưởng đến thị giác cũng như là tâm lý của trẻ nhé. Đừng có tuyệt đối hóa một cái gì lên cả, được chưa? Tôi rất khâm phục em là tự làm thì được, nhưng mà tốt hơn, sẽ tốt hơn nếu cân đối và giải quyết được cho người ta cái vấn đề là trẻ bị ngồi nhiều quá trước cái máy tính, cái điện thoại. Chứ đừng bảo đưa trẻ điện thoại là tốt không, phải không ạ? Đấy, cứ đưa trẻ điện thoại đi học A chữ B trả lời đâu mà học mất rồi, đúng không? Thì mình làm thêm cái chỗ thì tốt nhất là rõ. Và cái phần đó thì em cũng đã thực hiện, đó chính là cài đặt thời gian cho các bé khi được tham gia mỗi trò chơi, và những gói câu hỏi khi tham gia trò chơi của em chỉ rơi vào với trẻ mầm non chỉ khoảng độ 5 đến 7 câu hỏi trong một trò chơi thôi ạ. Vâng, em xin cảm ơn thầy ạ. Cái này tôi nói thêm này, các cô là thường đam mê vào cái trò chơi game, nhưng mà gần cái mà mọi người đây đang cần này, qua cái trò chơi đấy lừa học sinh học được cái gì? Dạ vâng, đúng như thầy đã nói ạ. Em thực sự thiếu sót khi chia sẻ cái vấn đề này ạ. Chứ đó chính là cô biết ra cô có bảo trình bày mọi người là mọi người chờ chơi hay, nhưng mà cái mà tôi cứ nóng lòng tôi chờ suốt là xem là qua cái trò chơi 5 phút 3 phút đấy học sinh nó làm được cái gì. Vâng, em xin cảm ơn thầy. Tốt hơn cái việc mà cô mầm non trước đưa ra ngoài sân khấu. Vâng, cảm ơn thầy khi thầy đã giúp em chia sẻ thêm ạ. Đó chính là với những trò chơi học tập dưới dạng game của em, đó qua đó trẻ được củng cố những kiến thức, ví dụ như về những game câu hỏi về chữ cái hoặc về toán học, thì với mỗi câu hỏi trẻ trả lời đúng, trẻ sẽ nhận được một phần quà để đi tiếp những câu hỏi tiếp theo. Điều đó là khích lệ các bé sẽ tích cực tham gia những câu hỏi tiếp theo trả lời đúng để nhận được phần quà, và trẻ sẽ ghi nhớ và khắc sâu về kiến thức của những cái đối tượng mình thiết kế hơn nữa. Thế thì thầy nói lại là phải nói thêm là khi mà em chưa làm những game, những trò chơi, những sách điện tử này, trẻ của em ra học xong ấy, cái tỷ lệ trẻ biết mặt chữ cái ấy, biết con số tính toán ấy thấp lắm. Nhưng mà từ hồi mà em nghĩ ra cái game sách điện tử này, em cứ hết cái mẻ của em ở mầm non lên lớp 1 các cô sung sướng lắm, bởi vì là các cháu đều biết mặt chữ cái. Thì thế thì mi gọi là hấp dẫn chứ, đúng không ạ? Mi thu hút người ta chứ. Còn nếu không thì chỉ có chơi là chơi thôi thì cũng hơi nguy hiểm, đúng không? Vâng. Vâng, xin được cảm ơn phần trải nghiệm rất là tuyệt vời của đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, và xin được chúc mừng cô giáo Mầu Thị Hiền, giáo viên trường Mầu Non Đan Phượng đã hoàn thành xong bài báo cáo của mình.